Những tin chính sẽ có trong bản tin đều cả tháng 1. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Nhiều đối tác sẵn sàng hợp tác cùng đều cả xúc tiến thực hiện cao tốc hữu nghị Chi Lăng. Sôi nổi các hoạt động chào xuân Giáp Thìn. Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024. Hội đồng cố vấn đổi mới cách thức hoạt động để nâng cao hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công dự án đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng - Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng do tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án dài 93,35 km có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 14.331 tỷ đồng với thời gian thực hiện 36 tháng. Tại dự án này, tập đoàn Đèo Cả đã áp dụng mô hình PPP cộng cộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cải tiến phương pháp thi công, hợp tác với các đơn vị đào tạo để đào tạo nhân lực chất lượng cao, thực hiện dự án hiệu quả. Với một cái quyết tâm rất là cao, nỗ lực rất lớn và hành động rất quyết liệt của các cấp các ngành hai tỉnh Lạng Sơn Cao Bằng, của các bộ, rồi của chính phủ nữa. Và đặc biệt là tôi đánh giá rất cao cái nhà đầu tư là Đèo Cả với một cái tinh thần, với một cái trách nhiệm rất cao. Tôi cũng theo dõi Đèo Cả nhiều năm nay thì thấy là luôn luôn là đổi mới sáng tạo với một cái tinh thần là vượt nắng thắng mưa rất rõ. Vượt nắng thắng mưa không thua đại dịch. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, tại Quảng Ninh, cầu Cửa Lộc 3 hay còn gọi là cầu Bình Minh do tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh nhà thầu đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Cầu Cửa Lộc 3 là công trình giao thông cấp 2 với chiều dài hơn 2,6 km, tổng mức đầu tư 1.402 tỷ đồng. Cầu Cửa Lộc 3 hoàn thành đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông huyện Bồ Hành trước đây với trung tâm thành phố Hạ Long, tạo nên một kỳ quan trên vịnh Cửa Lộc, trở thành biểu tượng mới của tỉnh Quảng Ninh. Ngày 9 tháng 1 năm 2024 tại Hà Nội, tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức hội nghị các nhà đầu tư, nhà thầu để xúc tiến dự án cao tốc hữu nghị Chi Lăng. Tại đây, nhiều nhà đầu tư, nhà thầu bày tỏ mong muốn đồng hành cùng tập đoàn Đèo Cả để thực hiện dự án này. Với dự án này, tập đoàn Đèo Cả đã áp dụng mô hình PPP cộng cộng, đồng thời phân cấp nhà đầu tư kèm theo các quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau. Đèo Cả sẽ đánh giá và cân đối tiềm lực của từng doanh nghiệp có nguyện vọng tham gia để lựa chọn đơn vị phù hợp, đủ khả năng đồng hành Đèo Cả làm tốt dự án này. Tôi cho rằng là cái sự tiến hóa của cái phương thức quy hoạch vốn này nó đi từ cái nguồn gốc là gì? Chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ lợi ích. Tất cả đều cùng lo đấy. Nếu chúng ta cùng tốt thì dự án nó tốt, chứ không chỉ trông cậy riêng vào những người thiên và trong những rủi ro đi tập đoàn Đèo Cả. Sau khi đã nhìn thấy tất cả con đường rõ thì mình mà chia ra những và bày ra những điểm chúng ta sẽ bàn. Ngày 20 tháng 1 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cùng đoàn nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã đến thăm chúc Tết cán bộ nhân viên đang thi công trên công trường dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hòa Nhơn. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi hoan nghênh tinh thần làm việc của tập thể người lao động không quản ngại khó khăn, thi công 3K 4 kiếp, xuyên lễ, Tết để sớm hoàn thành dự án, đưa vào phục vụ người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 21 tháng 1 năm 2023 tại Đà Nẵng, tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức họp hội đồng quản trị để đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2024. Cuộc họp diễn ra trong hai phiên. Hội đồng quản trị đã tập trung đánh giá, phân tích triển vọng ngành giao thông, nhu cầu và tiềm lực của tập đoàn để thống nhất công việc năm nay từ kế hoạch nhân sự, đào tạo nhân sự, đầu tư phát triển dự án, thi công xây lắp, quản lý vận hành, hoạt động tổ chức đảng đoàn thể. Cùng ngày, Gala Dinner chào xuân Giáp Thìn của tập đoàn Đèo Cả với chủ đề Mọi con đường phải có đích đến diễn ra trong không khí ấm áp sum vầy của đại gia đình Đèo Cả khắp ba miền Bắc Trung Nam và các đối tác chiến lược. Nhân dịp này, tập đoàn Đèo Cả đã tôn vinh và khen thưởng các nhân viên tiêu biểu, các tập thể và cá nhân có sáng kiến sáng tạo, thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm qua. Ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đã gắn bó và đồng hành cùng sự phát triển của tập đoàn trong nhiều năm. Bước sang năm 2024, nhận định sẽ gặp nhiều thử thách. Nhưng với khát vọng, kiên định, tri ân đã trở thành văn hóa rất riêng, tập đoàn tự tin sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả, góp phần vì một Việt Nam hùng cường. Trước đó, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đèo Cả đã chủ trì chương trình gặp mặt các nhân viên tiêu biểu năm 2023 và 3 cá nhân đoạt giải cao nhất cuộc thi viết Đèo Cả trong tôi. Đây là hoạt động thường niên của Tập đoàn Đèo Cả
nhằm ghi nhận sự đóng góp của người lao động vào thành công chung của hệ thống. Thông qua hoạt động này, để động viên khích lệ tinh thần người lao động thi đua lao động sản xuất, cống hiến cho tổ chức, đồng thời cũng chính là văn hóa tri ân của người đèo cả. Ngày 20 tháng 1 năm 2024, Công đoàn Tập đoàn Đèo Cả tổ chức hội diễn tiếng hát người lao động đèo cả năm 2024 với chủ đề Mọi con đường phải có đích đến. 8 đội thi đến từ cán bộ nhân viên đèo cả, các khu vực và các đơn vị đối tác đã mang đến hội thi những màn trình diễn đặc sắc, công phu và đầy ấn tượng. Đây là hoạt động ý nghĩa tạo nên một sân chơi lành mạnh, giàu tính nghệ thuật, tạo điều kiện cho người lao động thể hiện tài năng ca múa, sở trường của mình, từ đó lan tỏa những giá trị văn hóa của tập đoàn đến tất cả mọi người. Nằm trong chuỗi hoạt động chào xuân Giáp Thìn, giải bóng đá trên cấp vô địch đều cả năm 2024 đã diễn ra sôi nổi tại Đà Nẵng. Mùa giải lần này quy tụ 6 đội gồm Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Liên Quân Đèo Cả, Cù Mông, Văn phòng Đà Nẵng, Liên Quân Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 5 và Cam Lâm Vĩnh Hảo. Sau thời gian thi đấu gây cấn, kịch tính và hấp dẫn cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, đội Cam Lâm Vĩnh Hảo lên ngôi vô địch giải đấu. Ngày 16 tháng 1 năm 2023 tại Hà Nội, Hội đồng Cố vấn họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và đề ra kế hoạch làm việc năm 2024. Để phù hợp với nhu cầu hoạt động và tốc độ phát triển của tập đoàn, năm 2024, Hội đồng Cố vấn sẽ điều chỉnh về tổ chức và cách thức hoạt động theo mô hình cố vấn phụ trách khu vực, kết nối cùng các cố vấn phụ trách chuyên môn để thực hiện công việc. Bên cạnh đó, kế hoạch công tác và báo cáo kết quả của Hội đồng Cố vấn sẽ được thực hiện hàng quý, kết hợp với các đề nghị cụ thể của Ban lãnh đạo tập đoàn để triển khai công việc. Ngày 20 tháng 1 năm 2024, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Hồ Nghĩa Dũng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn và các đơn vị đối tác đã đến thăm tặng quà Tết tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Bảo Hồng Sơn tại Quảng Ngãi. Đoàn thiện nguyện đã trao quà Tết và tặng 300 triệu đồng cho học sinh, giáo viên, nhân viên của trung tâm. Ngày 24 tháng 1 năm 2024, nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, Tập đoàn Đèo Cả và Công ty Trung Hải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tổ chức trao 200 suất quà trị giá 500.000 đồng. Mỗi suất quà đã được trao cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Trước đó, hưởng ứng phong trào thi đua Quảng Ngãi vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, do báo Quảng Ngãi tổ chức, Tập đoàn Đèo Cả đã ủng hộ 200 triệu đồng để xây dựng 4 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 28 tháng 1 năm 2024, tại tỉnh Lạng Sơn, Công đoàn Tập đoàn Đèo Cả phối hợp cùng doanh nghiệp dự án tổ chức trao 200 suất quà trị giá 500.000 đồng một suất cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong diện giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh. Tiếp đó, ngày 31 tháng 1 năm 2024, Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Trung Thành đã trao tặng 110 suất quà, mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong diện giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, Viện Nghiên cứu Đào tạo Đèo Cả tổ chức lễ khai giảng chương trình đào tạo chuyên ngành xây dựng đường sắt Metro. Lớp khai giảng đầu tiên có 40 học viên là cán bộ nhân viên Tập đoàn Đèo Cả và đối tác. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên ngành nói trên, sẵn sàng tham gia các dự án về lĩnh vực này. Ngày 31 tháng 1 năm 2024, The Brand chính thức được thông xe toàn tuyến sau gần 1 năm thi công, nâng cấp, mở rộng. Sau khi hoàn thành, The Brand có mặt đường rộng 14,5 m với 4 làn xe, trở thành tuyến đường đèo có quy mô mặt đường rộng nhất Việt Nam. Các khúc cua ngoặt nguy hiểm trên đèo sẽ được nắn thẳng để mở rộng tầm nhìn, xóa sổ điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến. Ngày 5 tháng 1 năm 2024, Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả HHV tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 4 đồng chí thuộc chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty. Năm 2023, được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tập đoàn, công tác phát triển đảng đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Toàn bộ đảng bộ đã kết nạp được 13 đồng chí, tăng gấp 116% so với năm 2022 và đạt 300% với kế hoạch đề ra.